Mọi người nha, nay mình lên bắt tô ong ở trên đó có cây tô ong bự lắm, phức cho để mình chèo dẫn quay cho mọi người xem nha. Mệt, chờ cái cây mệt quá. Cày quá cao, khủng lắm. Khủng thiệt anh Thông ơi, quá trời như cái bàn tròn vậy, hết cái bự rồi, chưa được tới. Khủng khiếp bự. Quá trời tô ong bự. Đã mọi người. 2 lít.
quá mà. Rồi, mặt này kinh dị không? Quá dữ luôn. Ôi trời, bầu mặt nè. À, bên đây nè. Quá trời đại ca ơi. Đây. Rồi rồi rồi. Quá trời khủng quá. Kinh dị quá ông mình chứ. Không à. Quá trời mặt luôn. Mấy lít á? 2 lít á. Thép ghép gì đây ca? Được rồi. Thôi chào mọi người nha. Giờ mình đi xuống nè. Xong rồi. Nặng quá. Quá nặng rồi. Coi coi có ong không à. Không thấy có tổ nào luôn. Nặng quá. Quá nặng rồi.
mệt.